Hello, em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay em sẽ lên tiếp hàng gia dụng Nhật nha anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc để em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản 100% thì đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha anh chị, và đơn dưới 500k thì mình cộng ship vào giùm em ha. Đó là quy cách làm việc bên shop em nha anh chị. Và khi anh chị nhận hàng, anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, đồng kiểm cùng shipper giùm em ha. Và anh chị lưu ý đây là hàng bãi Nhật, hàng đã qua sử dụng nha, nên khi mình chốt đơn mình xem kỹ trước khi chốt giùm em ha. Mỗi một sản phẩm em đều có ghi mã số nha, mình chốt theo mã số giùm em ha. Rồi đầu tiên em sẽ có những cái ấm inox mini nhỏ gọn rất là dễ thương. Thì đầu tiên em lên mã này ha. Ấm này kiểu dáng rất là dễ thương nha. Hàng chuẩn made in Japan cho em ha, có đóng chữ bên dưới nè, có thương hiệu. Inox của nó rất là dày luôn nha anh chị, dày lắm mà nó rất là dễ thương. Đây, nó có cái lưới nè. Cái đồ lọc trà, mình bỏ trà vô đây rồi mình châm nước sôi, mình châm nước vô mình uống thôi. Cái vòi nó cũng rất là đẹp ha. Kiểu dáng rất là dễ thương. Ấm này dung tích của nó khoảng 300ml nha anh chị. Nè. Rất là đẹp. Ấm này em có số lượng là 2 cái nha. Này em bán cho anh chị 250 một cái và em có số lượng là 2 cái. Em có số lượng 2 cái giống nhau nha. Đẹp lắm, kiểu dáng này rất là độc lạ luôn, kiếm em thứ hai thứ ba nó không ra nha anh chị. Đây rồi, cái này 250 một cái cho em ha, mã số 1 nha anh chị. Rồi mã số 2 em cũng có cái ấm này, ấm pha trà cho em ha, cũng là hàng made in Japan bên dưới đây luôn, hàng xịn nha, rất là đẹp. Dung tích của em này khoảng nửa lít nha anh chị. Này bên trong cũng có lưới luôn, đây cái lưới của nó nè. Inox này nó rất là dày luôn nha anh chị, dày còn mới lắm. Cái này em bán 300, mã số 3. 300 cho em nha anh chị, mã số 3 cho em ha. Ủa, mã số 2 xin lỗi nha anh chị, mã số 2 nha. Rồi mã số 3 em có cái ấm này. Ấm này dung tích cũng nhỏ ha. Ấm này nó cũng có hiệu bên dưới nè, cũng có đóng chữ made in Japan bên dưới nha, có lưới luôn. Inox siêu dày, inox rất là dày luôn, dung tích cũng khoảng chừng 300ml nha anh chị. Cái ấm này em bán 150 thôi nha, mã số 3. 150 cho em ha, mã số 3 nha. Rồi số 4 em cũng có cái ấm này. Ấm này cũng rất là dày luôn, ấm mini nhỏ nha, có lưới bên trong luôn nha anh chị. Đó, ấm này dung tích của nó cũng khoảng 300ml nha. Ấm này em cũng bán cho anh chị 150 nha, mã số 4 nha anh chị. 150 mã số 4. Rồi em có cái ấm cổ dài, người ta hay gọi là ấm cổ ngỗng đó nha anh chị, nó dài thế này nè. Rồi cái này ấm này chuyên dụng cho pha trà hoặc là pha cà phê, mình nấu được bếp từ luôn ha anh chị. Cái này mình nấu nước xong rồi mình pha cà phê ha, phong cách á, phong cách pha cà phê. Đây, bên trong thì nó cũng sáng đẹp nha anh chị, nấu được bếp từ. Rồi ấm này em bán 200, mã số 5 nha. 200 mã số 5, inox rất là đẹp luôn. 200 mã số 5. Rồi mã số 6 thì em có cái ấm này, em cũng bán cho anh chị 200. Đây nha, ấm này cũng 1 lít cho em nha anh chị. Ấm này để cho anh chị 200 luôn nha, mã số 6 nha anh chị. 200 mã số 6 nha. Rồi mã số 7 thì em có cái ấm này, dung tích là 1 lít, nấu được từ luôn. Đây, lòng này hơi vệ sinh lại xíu, này để em vệ sinh lại xíu ha, nó có hơi bị cặn canxi á, chưa rửa chưa sạch ha, này để em rửa lại. Ấm này thì mới dày lắm. Ấm này em bán 150 nha, mã số 7 nha anh chị. 150 cho em ha, mã số 7 nha. 1 lít. Rồi, mã số 8 thì em có cái ấm này hiệu Em Quay. Ấm
hiệu em quay nha anh chị, nó có hiệu nè, nhưng mà đồng thời nó có một miếng nhựa ngay đây, nó bị mẻ ngay đây miếng nhựa nè. Bên trong nó là cái gọng inox nha, cho dù mẻ như thế này nó vẫn không ảnh hưởng gì tới cái ấm nha anh chị. Nấu được từ dung tích khoảng 2 lít. Đây. Ấm này em bán cho anh chị 300 mã số 8 nha. Do là có bị mẻ thế này em bán 300, chứ ấm này giá nó cao lắm nha anh chị. Hiệu em quay thì giá nó mắc nha. Này em bán 300 mã số 8 nha. Rồi mã số 9 em có cái ấm này. Em này dung tích của nó cũng khoảng 2 lít. 1 lít 8, ở đây nó để 1.8 nè, 1.8 lít. Ấm này thì nó rất là dày nha anh chị, dày lắm. Đây, kiểu dáng thế này. Ấm này mình nấu nước mát rồi mình uống cũng được nữa. Để cái miệng nó rộng, mình để rau củ vô mình nấu nó cũng dễ dàng. Rồi cái này em bán 300 mã số 9 nha anh chị. 300 mã số 9 nha, 1.8 lít, nấu được từ nha anh chị. Rồi 300 mã số 9 nha. Rồi số 10 em có cái ấm siêu to khổng lồ nè. Ấm này dung tích của nó khoảng 8 lít nha anh chị, lớn lắm. Độ mới cao luôn. Mới đẹp không cấn mớt gì hết. Đây, lồng cũng sáng đẹp luôn, rất là mới. Ấm này em bán 600 mã số 10 cho em nha. 600 mã số 10. Tay cầm nè. 600 nha, mã số 10. Ấm này mã số 11. Ấm này dung tích của nó là 3.2 lít nha anh chị. Nó cũng còn hiệu nè. Ấm này dày lắm. Ấm thì nấu được từ hết nha anh chị. Đẹp lắm luôn nha. Ấm này thì em bán cho anh chị 250 nha, mã 11. 250 mã số 11 nha. Dung tích là 3.2 lít. 3.2 nó có để trên đây nè, nó có hiệu ở trên quai này nè. Đây nè. Rồi, ấm này 250 nha, mã 11. Rồi em có mấy cái ấm men này cũng rất là dễ thương nè. Ấm này dung tích là 1.5 lít cho em ha. Ấm hình cái quai hình trái tim rất là đẹp nha. Đây sơn nó có xước sơn xíu trên đây ha. Có còi hú nha anh chị. Nè. Cái còi hú nó cũng rất là đẹp luôn ha, hình trái tim luôn á. Màu trắng nha. Không bị lỗi men nha anh chị. Sạch đẹp, bên trong cũng sạch đẹp luôn. Ấm này em bán 500 mã 12. 500 nha anh chị, mã 12. Rồi em có cái ấm này mã số 13, dung tích của nó là 2 lít, men mới đẹp không lỗi. Đẹp mới không lỗi nha anh chị. Quay cầm bằng gỗ nha, núm cũng bằng gỗ luôn. Thì cái núm này nó có nứt gỗ, nó có nứt xíu nè, cũng không ảnh hưởng gì hết, vẫn cái ấm này còn mới nha, còn mới lắm, nhưng mà nứt gỗ ha, gỗ thì nó khô, nó bị nứt vậy là cũng bình thường, không sao. Nấu được từ luôn nha anh chị. Ấm này em bán 300 mã số 13 nha. Đây, sạch đẹp không lỗi. 300 nha anh chị, mã 13 cho em ha. Ấm này dung tích nó khoảng 2 lít. Rồi em có hai cái món này rất là dễ thương ha. Đây một cái khổng lồ, cái nhỏ xíu nè. Hai cái đối lập với nhau luôn. Cái này là cái đồ đựng cơm. Cái nhỏ này mình đựng trắng cũng được nha anh chị. Nó có nhỏ nhưng mà nó có nhiều ngăn nha. Nè, đó dễ thương lắm luôn. Rất là dễ thương. Đây, này mình đựng nước chấm cũng được. Ở trên đây, trên đây để coi. Đây đó, nó nhỏ mà nó được tới 4 ngăn lận đó nha. Nè, 1, 2, 3, 4 ngăn đó. Rồi cái này nó cũng được 4 ngăn nha anh chị. Nè, nó còn tem mát rồi nè. Đây. Đây, cái này như cái chén cơm vậy đó. Đẹp lắm. Mỗi một cái nó đều có cái nắp riêng như thế này. Khi mình đem đồ ăn theo thì mình mở ra như thế này mình sử dụng. Đồng thời cái này mình cũng có thể làm cái dĩa để mình đựng luôn. Tiện lợi lắm.
Rồi cái này thì nó có 4 ngăn như thế này. 4 ngăn từ lớn tới nhỏ như thế này nha anh chị. Nè cái này lớn nhất nha. Rồi vô đó nha anh chị. Rồi một hai món thế này em bán 400 nha, mã 14. Hai món này em bán 400, mã 14 cho em nha. Mã 15 em có hai cái này. Một set này, cái hộp này để mình đựng trà. Đựng trà hoặc là cà phê. Bên trong có nắp đậy. Cái này khoảng 1 kg nha, còn này khoảng chắc khoảng 1,5 kg gì đó. Cái này em không có thấy để dung tích ha, thì mình cũng nhắm chừng vậy thôi. Đây. Hai hộp này. Hộp này em bán, hai hộp này em bán chung là 250 nha, mã 15. 250 nha anh chị, mã 15. Cái này thì em có hai set nè. Đó, em phân làm hai set ha. Set này là mã 15, 250 nha anh chị. Mã 15. Rồi, set này mã 16 nè. Cái này thì cái hộp này thì cái hộp này khoảng 2 kg, dẹp đi. Cái này khoảng 2 kg nè anh chị. Còn cái này nhỏ nha. Cái này khoảng 1 kg. Cái này thì nó dạng hình ống ha, nó cao lên. Bên trong nó có cái nắp đậy nè. Cái này thì khoảng 1 kg ha, còn cái này khoảng 2 kg nè. Rồi hai cái này em cũng bán cho anh chị với giá là 250 luôn nha. Đó nó như thế này nè. Rồi set này 250, mã 16 cho em nha. 250 mã 16. Rồi mã 17 thì em có cái xô đựng đá như thế này. Cái này nó bằng da nhựa, xong rồi nó có bơ nhựa, một lớp bọc da bên ngoài, nó là da nha anh chị. Hình dáng con ngựa ha. Cái này là cái xô đựng đá nha anh chị, nó là nhựa hai lớp nha. Đó, kiểu dáng nó vậy á, đẹp lắm, dễ thương. Cái này em bán 250, mã 17 cho em nha. 250 mã 17 nha. Rồi mã 18 em có cái hộp đựng cơm bằng nhôm. Nhôm thì nó không có bị cấn mớp, nhưng mà cái này là cái màu sơn ha. Sơn thì có bị xước nhẹ như thế này. Hộp đựng cơm bằng nhôm, bên trong nó có cái hộp nhỏ nữa nè. Này mình kéo lên. Đó. Một cái hộp nhỏ như thế này nè. Rồi bên ngoài là cái hộp lớn. Bộ này em bán 200 nha, mã 18 cho em nha anh chị. 200 mã số 18 nha, không cấn mớp. Rồi em còn cái nữa nè. Còn cái này mã số 19. Cũng bằng nhôm luôn. Tem Nhật còn nè. Rồi cái này thì bên trong nó không có cái ngăn nhỏ nha, anh chị có nhiêu đây. Rồi set này em bán 150 nha, mã 19. 150 nha anh chị. Mã 19 cho em ha, bằng nhôm. 150 mã 19. Rồi mã 20 em có hai cái rổ, hai cái dĩa đựng trái cây. Có ba đế ở bên dưới nè, rất là dễ thương nha. Kiểu dáng nè, kiểu dáng thế này rất là đẹp luôn. Cái này đường kính của nó để em đo sao nha. Em có hai cái giống nhau, cái lớn cái nhỏ. Cái lớn thì tràn viền 30, cái nhỏ tràn viền 25 nha anh chị. Rồi hai cái này em bán chung 300 nha anh chị. Mã số 20.
300 mã 20 hai cái nha. Rồi em có set này mã 21 nha. Set này thì em có cái đĩa này có 3 món 3 cái ha. Đĩa này có 3 cái nè. Rồi hai cái khay. Đó, set này nhiêu đây nha anh chị? Cái khay dài là 29, rộng 22. Còn cái nhỏ là 26 nha, rộng 20. Đó em đo hai cái lớn nha, còn hai cái nhỏ thôi. Ba cái nhỏ. Set này em bán 350, mã 21. 350 nha anh chị, mã 21. Rồi em có thêm cái mâm đựng trái cây nữa nè, mâm rất đẹp luôn, hoa văn này nổi nha, nổi cộm. Cái này size 35, tràn viền luôn là 35. Em đo luôn cái phần viền. Cái này em bán cho anh chị 200, mã 22. 200 nha anh chị, mã 22. Rồi em có cái mâm này luôn, mã số 23. Cái này em bán 250, mã 23. Đây, còn mới đẹp nha. Mâm này em thấy bên nước ngoài, em thấy trong cái hộp á, nó có để hình ăn lẩu anh chị. Hết từ nè. Và người ta bên nước ngoài ta dùng cái này để người ta ăn lẩu cũng được nha. Đặt lên bức từ để người ta ăn lẩu á. Còn về Việt Nam mình muốn sử dụng sao mình sử dụng, mình để úp ly hay úp bộ trà lên cũng được ha. Cái này em bán 250, mã 23 nha. Rồi em lên set này, mã 24 nè. Set này thì em có cái vợt nhỏ mini nè, một cái rổ. Rồi một cái rổ size 28. Cái thao nhôm size 30. Thao nhôm này size 30 nha anh chị, nhôm ha, nhôm nhưng mà nó còn mới đẹp nha. Rồi cái rổ này size 28. Có đồ treo luôn nè. Có đế. Size 20. Và cái vật nhỏ. Set này em bán 300 nha anh chị, mã 24 nha. 300 set này cho em ha, mã 24. Rồi mã 25 em có cái mâm này cũng dày nặng lắm. Đây anh chị. Dày nặng tuy nhiên thì cái mặt của nó anh chị nó có chạy có xước cái mà cái lớp xi ha. Lớp xi nó có bị xước như thế này ha anh chị. Không bị cấn mớt nha, chỉ chốc thôi xước cái lớp xi. Ở đây cũng bị xước lớp xi nè ha. Đó. Rồi cái này em bán 250, mã số 25 nha anh chị. Nặng lắm, dày nặng cái viền nó cũng nổi cộm nha, mình sờ cộm tay nha. Này em bán 250 nha. Tràng viền 30. Tràng viền 30. Và cái này là 43. Dài 43. Tràng viền 30. 250 nha. Mã 25. Rồi em có hai cái khay này. Em bán cho anh chị 350 nha. Mã 26. Còn mới lắm. Hai cái nha. Còn mới đó. Ngang 28, dài là 38. Ngang 28, dài 38 nha. Hai cái này em bán 350, mã số 26 nha anh chị. 350, mã 26 ha. Rồi set này mã 27 nè. Set này em có cái chén này rất là dễ thương ha. Chén này kiểu nó ngộ. Rồi cái này một cái thau nhỏ gọn có cái đầu móc nè, cái này size của nó khoảng 14. Rồi ba cái thao này size 20, ba cái này ha, nhẹ tay ha, sáng đẹp còn mới chưa sử dụng, cái này thì nhẹ tay. Rồi một cái đĩa inox có lưới nè, đẹp lắm, cái này size khoảng 20. Rồi hết cái này em bán cho anh chị 200, mã số 27 nha. 200, mã 27 cho em nha anh chị. Mã 27 nha. Rồi mã 28 em có thêm cái mâm này, rất đẹp luôn ha, còn mới lắm. Còn
mới, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm cấn nha anh chị. Cái manh này nó size to, cái vận chuyển nó hơi cấn xíu ha. Nhìn mặt sau mình dễ thấy hơn. Rồi cái này, cái này ngang 28 nha anh chị. Dài em đo tràng viền nha, tràng viền nó 45 nha anh chị. Trong lòng của nó khoảng 40, trong lòng khoảng 40 nha. Rồi cái này em có, là em có báo nó có một cái cấn xíu ở đây nha. Rồi cái măng này em bán 300, mã 28 nha anh chị. 300 mã 28 nha. Rồi em có set này mã 29, ba cái rổ, ba cái rổ đẹp lắm, mới sáng nha. Ba cái rổ này em bán cho anh chị 150 nha, mã 29. 150 nha, mã 29 nha. Rồi em có set này mã số 30. Set này em có ba cái rổ này em bán 150 nha anh chị. Rổ này dày nè. Cái này thì gọn mỏng nhẹ ha. Cái này nữa. Rồi ba cái này em bán 150 nha. Cái này dày lắm nha, cái viền nó inox nha anh chị, dày lắm. Rồi cái này 150 cho em ha, mã 30 nha. Rồi mã 31 em có ba cái thao inox này. Ba cái thao này mới đẹp sáng bóng, sâu lòng. Ba cái này size 25 nha anh chị. Dày lắm. Mới đẹp. Đây. Mới đẹp sáng bóng, ba cái này size 25. Ba cái này em bán 350 nha anh chị. 350 ha, mã 31. 350 mã 31, ba cái nha. Rồi em có cái này mã 32. Cái này dùng để mình đựng canh, đựng cơm rồi mình để lên bàn ăn á, nhìn nó rất là lịch sự luôn nha anh chị. Miệng là 15, sâu lòng của nó là 10. Sâu lòng em đo luôn cái đế ha. Còn trên đây giống khoảng 8 phân nha anh chị. Rồi hai cái này em bán 200, mã số 32. 200 mã 32. Rồi em có cái thao ha, em có cái thao này sâu lòng với một cái đồ lược nè. Đồ lược như thế này ha, và một cái này, cái vá này dùng để mình chiên cũng được nè. Đó, mình chiên ha, nó vừa cái quả trứng đó nha anh chị. Này nhôm không nấu được tự nha anh chị, nhôm ha, không tự nha. Nè. Rồi ba món này em bán 250 nha, mã số 33. Hết cái này em bán 250, mã 33 cho em nha. Rồi em lên hai món này, mã số 34 nè. Bôi xó nữa ha. Em có cái quánh men nè nha anh chị, mới đẹp lắm, không lỗi men. Men thì nấu được từ ok nha anh chị, hàng chuẩn Nhật nha, tem Nhật nó còn nè. Cái này size 12. Đây còn cái này, cái nồi không tay cầm nha anh chị, không có tay cầm, độ mới cao nè, còn tem mát chưa sử dụng. Đây, nặng lắm, cái này nặng nha. Bên trong có mức đo lường nè. Cái này miệng là 14 nha anh chị, miệng 14, sâu là 7 phân. Hai món này em bán cho anh chị 300, mã 34 ha. 300 hai cái này nha anh chị, mã 34 cho em nha. Em có cái nồi men size lớn nè, mã số 35, size 25 ha. Nồi men size 25, nắp thủy tinh. Size 25 sâu lòng là 16 phân, còn tem Nhật nè. Hàng chuẩn Nhật nha anh chị, rất là mới nha. Nặng lắm, nấu được từ. Nồi này size 25 cao 16 nha. Nồi này em bán 600, mã 35. 600 mã 35. Lên cái nồi men này, mã số 36 nha. Nấu được từ, men thì từ ok hết nha anh chị. Size 20 x 10 cho em ha. Size 20 x 10 nha anh chị, lòng đẹp nha. Size 20 x 10. Nồi này em bán cho anh chị 350 nha, mã số 36 nha anh chị. 350 mã 36 nha.
Rồi lên tiếp nồi này, mã số 37 nha, có từ nha anh chị. Nồi này không lỗi men gì hết nha. Size 20, sâu là 10 phân. Nặng lắm. Size 20, sâu 10 cho em ha. Nồi này em bán 400. Mã 37 nha anh chị. 400, mã 37. Rồi em có hai cái nồi men kho tiêu nè. Hai nồi men kho tiêu còn mới chưa sử dụng, nhưng mà do vận chuyển thì cái viền nắp nó có bị lỗi một vài điểm trên nắp thôi nha anh chị. Nè. Hình con tôm ha, nè, kho tiêu nha. Đây. Size của nó khoảng 17, cao 5 phân nha anh chị, kho tiêu kho thịt đồ. Rồi cái này em bán 150 nha, mã số 38 nha anh chị. Cái nồi này cái nắp nó cũng bị giống vậy luôn, hình con tôm ha, nắp nó có mấy chấm nè. Cái này không phải nha, cái này kiểu nó vậy nha, có hai chấm này nè, ba chấm nha, hình con tôm, chảo cũng rất đẹp, không lỗi gì hết. Rồi cái này em cũng bán 150 luôn. Rồi số 38 em có số lượng 2 cái nha anh chị. Mã 38, 150 một cái, số lượng là 2 cái ha. Mã 38. Rồi này mã 39 nè, một cái quánh men. Cái quánh men nhưng mà size lớn ha, màu đỏ, nặng. Quánh này size 20, sâu lòng là 10 phân. Nặng lắm, quánh rất là nặng luôn. Không có bị lỗi men nha anh chị. Size 20, sâu 10 phân. Này em bán 450 nha anh chị. Mã 39 nha. Quánh này nặng lắm, độ mới cao cho em ha. 450 nha anh chị. Mã 39 nha. Em nồi này hiệu Marubixi gì nè, có hiệu trên quay nè. 450, mã 39. Rồi em lên tiếp nồi này, mã số 40. Men mặc định là nấu được từ nha, nên khỏi cần em nhắc lại nha anh chị. Men thì nó có từ hết ha. Size 20 x 10 nè, nấu được từ. Cái này độ mới cao nha, không lỗi gì hết trơn, độ mới nè. Này em bán 450, mã số 40. 450 ha, mã 40. Rồi lên nồi này, mã 41. Có từ nha anh chị. Size 20 x 10. Rất là mới nha, nhưng mà cái này nó có một cái điểm trừ. Trên viền nó có bị xiên như thế này. Đó, rồi ngoài ra không vấn đề gì hết ha. Này size 20 x 10. Rồi nồi này em bán 300, mã 41 nha. 300, mã 41 em nè. Rồi lên tiếp. Nồi này mã 42, nồi này mình ăn lẩu ha. Size 25, cao là 6 phân nha anh chị. Size 25, cao 6 nha. Nồi này tổng thể rất đẹp nha, nhưng mà bên trong nó có bị một điểm xíu ngay đây ha, bị lỗi xíu ngay đây. Bên ngoài không bị gì hết ha. Bên ngoài rất là đẹp. Em này size 25, cao 6 cho em nha. Nồi này em bán 350, mã 42. 350 ha, mã 42 nha. Rồi em lên cái quánh này, mã số 43 nha anh chị. Cái quánh men. Quánh này kiểu dáng nó cũng ngầu lắm. Có nấu được từ. Cái đáy nó, cái đáy này là nó sơn ha, nó có bị xước sơn xíu nha anh chị. Mặt trên thì siêu đẹp, chỉ có bị dưới đáy xíu sơn thôi. Cái nắp này là nó có cao su nhựa nha, để vô nó hít đó nha anh chị, giống như áp suất vậy đó, để nó hít, nắp thủy tinh kính cường lực ha. Size 20, cao 10 phân. Bên trong men chống dính nè, còn mới tinh. Cái này em bán 450 nha, mã 43. 450 nha anh chị, mã 43. Rồi nồi này mã 44 nha anh chị. Size 20, sâu là 10 phân. Size 20 nhân cho 10 cho em ha. Size 20 nhân cho 10, còn rất là mới, không lỗi men gì hết nha anh chị. Cái này em bán 450, mã số 44. 450, mã 44 cho em nha.
em lên cái nồi gan này mã 45, nồi gan gan màu đỏ nha anh chị, mới nha. Nồi gan này em nhớ cái nắp nó có bị xíu nè, cái nắp nó có thiếu bị xíu ngay đây thôi, không có đáng kể nha anh chị, ít lắm. Size 20 x 10, mới tinh nha, cái nồi ròn rất là mới. Size 20 x 10, không bị lỗi gì hết. Cái ở đây nó có bị cày xíu nha, cày xíu do vận chuyển nó nặng quá anh chị. Nồi này cũng khoảng 3-4 kg gì đó, không lỗi men gì hết ha, còn tem mát nè. Cái này size 20 sâu là 10 phân nha anh chị. Nồi gan nha, nấu được từ nha. Nồi này em bán 1,2 triệu nha anh chị, mã 45. 1,2 triệu cái nồi này cho em ha. Size 20 sâu là 10 phân, mã 45. Rồi em lên cái này nữa nè, mã 46 cho em ha. Mới tinh. Size 20 x 10. Rồi cái này em cũng bán cho anh chị 400 nha, mã số 46. Rồi em có hai cái chảo này nha anh chị, hai chảo lòng siêu đẹp. Hai cái này thì không có xài từ, không từ nha. Size 20 nha anh chị, chảo tròn size 20. Rồi hai em này lòng đẹp, em bán cho anh chị 250, mã 47 hai cái nha. 250 mã 47 nha. Rồi mã 48 em có cái chảo này. Chảo này chảo nướng nè anh chị. Chảo chiên, chảo nướng ha, nó có vân như thế này ha. Chảo này nhôm đúc nha, siêu nặng nha anh chị, không từ. Nhôm giống như là chất liệu này giống như gan vậy đó. Nặng lắm. Size 25 nha anh chị. Lòng siêu đẹp. Rồi cái này em bán cho anh chị 400, mã 48 nha anh chị. 400 mã 48 nha. Rồi em lên hai cái chảo này, mã 49. Hai cái chảo này có nấu được bếp từ nè. Đồng đẹp luôn. Một cái chảo men ha, và một cái chảo chống dính màu đen. Hai cái này em cũng bán cho anh chị 250, mã 49 nha. Rồi hai cái này mã số 50, lòng đẹp luôn, em cũng bán 250, mã 50. Không nấu được từ nha anh chị. Hai cái lòng đẹp hết. 250 ha, mã 50. Mã 51 em có cái chảo này size to. Chảo này là đẹp lắm. Còn mới tinh. Chảo này thì không có xài được từ. Size 32 cho em ha. Chảo này size 32 nha anh chị. Chảo này em bán 250 nha, mã 51 nha anh chị. Rồi em chảo này mã số 52, chảo Mỹ. Thương hiệu của Mỹ ha, inox. Nó được từ nha anh chị. Cái này lòng xước nha, lòng có bị xước khu vực này. Xước này do vận chuyển nó chồng đồ lên nhau nó bị xước thôi ha. Hình thức nhìn tổng thể thì còn đẹp. Cái lớp chống dính nó còn bóng lắm, còn đẹp lắm này, do vận chuyển nè. Chảo này size lớn nha anh chị, chảo này size có tới 30, sâu lòng là 7 phân. Size 30 sâu lòng là 7 phân nha. Chảo này em bán cho anh chị 400, mã số 52. 400 nha, mã 52. Rồi em này mã 53, cũng là chảo Mỹ size nhỏ nha. Chảo này đáy nó có bị nám xíu nè, nấu được từ. Chảo Mỹ nha anh chị. Size 20 sâu lòng khoảng 7 phân. Chảo này lòng bên trong mình nhìn nó cũng có bị xước nha anh chị. Nhìn xéo thôi nó mới bị thôi, chứ mình nhìn trực diện vậy thì còn mới lắm. Rồi cái này em bán 250 nha, mã 53. 250 nha anh chị, mã 53. Em này mã 54 nè, size 26. Nấu được từ, lòng đẹp. Rồi cái này em bán 200 nha, mã 54 nha anh chị. Rồi
em có cái chảo này mã số 55, nấu được từ chảo này, cũng là chảo chiên nướng nè, có vân ở chính ở trong lòng nè. Chảo này dài 28 nha, và bề rộng nó là 20, nấu từ ok cho em nha anh chị. Nặng vậy á, chảo này nó nặng. Rồi cái này em bán 300, mã 55, có nắp đậy nha anh chị. 300 mã 55 cho em ha. Rồi em có cái nồi lẩu này mã số 56 nè, nồi lẩu ha, có từ 20, size 26 nha anh chị. Ủa sao cái này cái nắp kỳ vậy? Size 26 cao là 6 phân. Cho mẹ cái nhíp thôi. Mã này mã mấy vậy? 56 nè. Size 26 cao là 6 phân nha anh chị. Nấu được từ lòng đẹp nha, vân đá. Rồi chảo này em bán cho anh chị 350, mã 36 nha. Đó. 350 cho em nha anh chị, mã số 56 ha. Rồi em lên cái nồi này mã số 57 nha anh chị. Có từ chảo này size 20, sâu là 10 phân, đồng đẹp. Này em bán cho anh chị 250, mã 57 nha. Rồi lên cái nồi này mã 58 cho em nè. Nấu được từ size 23 nhân 10, size 23 cao là 10 phân. Cái này thì lòng cũng lòng tương đối đẹp nha anh chị. Đáy này cũng đẹp ha. Cái quay có cái quay nó hơi bị cái này, cái quay nó là nhựa đó, nó hơi bị bo, nó hơi bị thâm như thế này nè. Lòng thì đẹp, size lớn, size 23. Size 23 sâu 10 phân nha. Này em bán cho anh chị 250 nha, mã 58 nha anh chị. Cái núm nó cũng bị thâm thâm ha. 250 nha anh chị, mã số 58 nha. Lên cái nồi này mã số 59 nè, có từ luôn. Rồi cái này size 20 sâu là 8 phân. Size 20 sâu 8 phân cho em nha anh chị. Có xước sơn xíu ha. Rồi cái này em cũng để cho anh chị 250, mã số 59 nha. Rồi em có cái chảo Mỹ mã số 60. Chảo Mỹ hàng thương hiệu của Mỹ nha anh chị. Không từ, chảo này không từ, không nấu từ ha. Còn mới lắm, chảo này còn mới ha. Size 28 cao 5 phân, còn mới lắm. Chảo này em bán 600, mã 60. 600 nha anh chị, size 28 cao 5 nha. Chảo Mỹ không từ. 600, mã 60. Rồi em lên nồi này, mã 61. Nấu từ ok cho em nè. Hàng thương hiệu của Mỹ nha anh chị nè. Nồi này size 23 sâu 10 phân. Size 23 sâu 10 phân. Size 23 sâu 10 phân. Nồi này em bán 600, mã 61. 600 mã 61. Rồi em có cái chảo Nhật không nắp. Chảo này không nắp, size to ha. Chảo này size 30, sâu là 6 phân. 30 là em đo luôn cái phần viền đó nha anh chị. Nấu được từ 30 là em đo cái phần viền luôn ha. Trong lòng nó khoảng 26 nha anh chị. Nhìn cái xác nó to xác lắm. Nấu được từ. Cái này cũng là chống dính tự nhiên cho em ha. Cái này em bán cho anh chị 600, mã 62. 600 nha, mã 62.
Rồi lên nồi này mã 63. Mẫu từ ok cho em ha. Size 25 cao 16 phần. Size 25 cao là 16 cho em nha. Hai đáy nha anh chị. Lòng đẹp nha, không bị lỗi gì hết nha anh chị. Size 25 cao 6 phần. 16 chưa? Rồi nồi này em bán 550, mã số 63. 550 mã 63. Rồi em lên cái nồi này mã 64. Có tự nha anh chị. Nồi này size 26 sâu 13. Dày lắm. Size 26 nha, sâu là 13 phân. Có một vài đốm đen vậy nha. Mình rờ nó láng bệnh nha, nhưng mà nó đen đen vậy thôi. Còn tem mát nữa nè. Rồi cái này size 26 cao 13 phân nha. Để em đo trong lòng coi nhiêu. Trong lòng nó 24 nha anh chị. Đây. Trong lòng nồi là 24 nha. Rồi, nồi này để cho anh chị 600, mã 64 cho em ha. 600 nha anh chị, mã 64 nha. Nặng lắm, nấu được từ. Rồi lên cái nồi Nhật VIP mã số 65. Nồi Nhật hàng VIP nha anh chị. Độ mới cao cho em ha, nồi rất là đẹp luôn. Cái hiệu nó nằm trên đây. Cái này cái quan xả nó nè. Xả hơi giống như mình nấu mà mình khóa hơi lại cho nó mau mềm á anh chị, nó có nút khóa, nút mở gì đó. Cái này đút liền nguyên khói nha, nặng lắm. Nấu được từ, còn mới tinh. Nồi này size 26 nha, sâu là 13 phân. Trong lòng nồi của nó là 24 nha anh chị. Hàng Nhật. Rất đẹp luôn, dày cái nồi này khoảng 3 kg á. Cái này em bán 900, mã 65 nha. 900, mã 65. Rồi em lên cái nồi này, mã 66 cho em nè. Cái nồi này thì size 20 sâu 18. Size 20 sâu 18 phân nha. Nồi này nó cái đáy nó là nhôm. Đúc liền một lớp nhôm ở bên dưới rất là dày luôn. Nhôm thì không nấu được từ ha. Nè. Ở bên trên nó là inox nha, còn bên dưới đây nó là nhôm. Cho nên là không xài được từ ha. Cái này size 20 sâu 18 phân. Nồi này em bán cho anh chị 400, mã 66 nha. Rồi lên bộ nồi này mã số 67. Có từ nè. Có từ luôn, 2 trong 1 cho em ha. Size 28 x 10 nha anh chị. Còn rất là mới nè. Size 28 cao là 10 phân. Nồi Mỹ nha anh chị, thương hiệu Mỹ nó đóng ở đây. Size 28 x 10. Rồi cái nồi này em bán 900, mã 67 nha. 900 nha anh chị, mã 67 ha. Rồi lên cái nồi này, mã 68. Nấu từ ok cho em nè. Size 25 sâu 11. Size 25 sâu 11 nha, hiệu nè. Size 25 sâu 11. Dày lắm, nồi này dày nha, inox luôn. Bộ nồi này em bán 700, mã 68 nha. Size 25 sâu 11 nha anh chị. 700, mã 68. Rồi em lên cái nồi này mã 69 nha anh chị. Size 3 26 cao 5 phân. Size 26 cao 5 phân, có nấu được từ, sơn có bị xước sơn nhẹ ha. Size 26 cao 5 phân, lòng đẹp. Rồi cái này em bán 300, mã 69. 300, mã 69. Rồi em lên cái nồi VIP nè anh chị, mã số 70. Nồi này dày lắm. Đây nha anh chị. Nồi Đức.
Germany ha, hiệu hiệu alo gì đây nè, đây nấu từ ok cho em ha, size 23 nha anh chị, size 23, sau lòng của nó là 19 ha, 18 nha, gần 19. Bộ này em bán 1.200.000 nha, mã 70, 1.200.000 nha anh chị, mã 70. Rồi em lên cái nồi này mã số 71 nha, size 25 sâu 15, size 25 sâu 15 con không từ, dày lắm, nồi này thì rất là dày, size 25 sâu 15 phân, nồi dày nha anh chị. Nồi này để cho anh chị 600, mã 71, 600 mã 71 nha. Rồi em có cái chảo Nhật mã số 72, có từ, dày lắm, nồi chảo này dày lắm, size 28 sâu là 5 phân, size 28 nha, sâu là 5 phân, chảo Nhật. Chảo này thì không có hiệu trên chảo nha anh chị. Nhiều anh chị hỏi lý do sao mà không có hiệu trên đó mà biết hàng Nhật. Vậy chứ hàng em khui từ Nhật về, em không nói hàng Nhật chứ em nói hàng gì mấy anh chị. Nên cái nào mà em không có thương hiệu thì đương nhiên nó là hàng Nhật, tại vì hàng Nhật về. Size 28 cao là 6 phân nha, trong lòng 24. Rồi cái này em bán 700, mã số 72, 700 mã 72, chống dính tự nhiên ha. Rồi em có cái chảo inox mã số 73, nấu được từ, hiệu IKEA nha anh chị, dày lắm, chảo siêu dày. Chảo này size 24 nha, cái này em bán cho anh chị 550 nha, mã số 73, 550 mã 73, size 24. Rồi em có cái chảo này size lớn mã số 74 nha, size lớn sâu lòng, size 27 nha anh chị, nắp thủy tinh, bên trong tặng thêm bỉ hấp nha, để mình hấp đồ ăn. Lòng sáng sạch đẹp, dày hai đáy nha, nồi hai đáy nha anh chị, nấu được từ hai đáy nè. Size 27 nha, sâu của nó là 17 nè, sâu 17 phân nè, size 27 sâu 17. Rồi nồi này em bán 700, mã 74 nha anh chị, 700 mã 74 nha. Rồi em lên cái nồi lẩu nè, mã số 75, nồi này size 24 cao 10, size 24 cao là 10 phân, nấu được từ, cái này để chữ là 18 xẹt 10 tan lét tiêu gì nè, inox dày lắm nha anh chị. Cái này em bán 400 mã 75 nha, 400 mã 75. Rồi em lên cái nồi lẩu mã số 76 nha, có từ, cái nồi này lỗi nha anh chị, nồi này lỗi, nồi này lòng chống dính nó bị lỗi, em bán lỗi ha, nè trong lòng nó bị chóc cái chống dính ha. Rồi cái này em bán theo lỗi nha, inox dày nặng lắm, cái này em bán rẻ luôn, 150 nha, mã 76 nha, 150 mã 76 nha anh chị, nặng lắm. Rồi lên nồi này mã số 77 nha anh chị, nấu được từ, nồi này size 22 sâu 8 phân, size 22 sâu 8 phân, còn rất là mới. Nồi này để cho anh chị 200 mã 77 nha, 200 mã 77. Rồi lên nồi lẩu size lớn nè, mã 78 cho em ha, size 30 sâu là 8 phân, size lớn nha anh chị, size tới 30, size 30 sâu 8 phân, hình hoa cúc ha,
thì cái đáy nó có bị xước cái viền do nó xài rồi, xước nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết, không có bị tới men ha, bên ngoài thôi. Size 30 sâu 10 cho em ha. Ủa sâu 8 chứ. Rồi, nồi này lớn lắm, nồi này em bán 600, mã 78 nha anh chị. 600 mã 78. Rồi lên nồi lẩu nè, mã 79. Nấu từ size 28 cao 7 phân. Size 28 nha, cao là 7 phân, có từ nha anh chị. Rồi nồi này em bán cho anh chị 550 mã 79. 550 mã 79 nha. Rồi em lên cái nồi này mã số 80. Nấu được từ nồi này size 26 sâu 12 phân. Size 26 sâu 12 phân. Nồi này là nồi Mỹ nha anh chị. Nồi này hàng thương hiệu của Mỹ nha. 3 lớp 18 sạc 8 nha. Này không có mắc in, không có để mắc in ha, nhưng mà toàn tiếng Anh không à, nhiều lắm, tiếng Anh nhiều lắm ở đây nè. Không thấy để mắc in USA nha, nhưng mà cái hiệu nó nhiều lắm, nó ghi nhiều lắm tiếng Anh đây nè. Rồi, cái này em bán cho anh chị 500 mã số 80. Size 26 sâu 12 ha, cái này thì nó cũng vừa tay thôi ha, không có dày như hàng Mỹ nha. Này 500 mã 80. Rồi em có cái chảo này mã 81 nè, chảo Mỹ không từ. Chảo này chảo đa năng nha, mình vừa làm chảo chiên rán thì mình cũng vừa dùng để mình ăn lẩu cũng được. Chảo này thì nó có một cái bị chạy ngay đây xíu nha anh chị, nè nó bị chạy như thế này đó. Chảo này size 28 sâu là 8 phần, size 28 sâu 8 nha. Rồi em này chiên rán chống dính tự nhiên cho em luôn, hạn chuẩn Mỹ. Chuẩn Mỹ nó có đóng USA trên đây nha anh chị. Rồi cái này bán cho anh chị 600 mã 81. 600 nha, mã 81. Rồi em có cái bộ vừa nồi vừa chảo như thế này. Cái này thì nó hít từ. Cái dưới thì không. Cái nồi này có thể dùng để mình ăn lẩu cũng được nha anh chị. Nồi này cái quai nó hơi bị xém lửa xíu ngay đây nha, ngay cái góc. Hai bên nó bị xém xíu ngay cái góc nha. Nhẹ thôi, bên ngoài thôi, không ảnh hưởng. Chảo này thì lòng hơi sạm màu xíu nha. Chảo Mỹ. Nè có đóng USA ngay đây nè. Em này size 28 nha anh chị. Size 28 sâu lòng là 6 phân. Chảo này để cho anh chị 600 đi, mã số 82 nha. 600 nha anh chị. Mã 82 bộ này cho em ha. Nặng lắm, rất là nặng, một tay em cầm không nổi. 600 mã 82. Lên nồi này mã 83, nồi lẩu nha anh chị, hiệu Tefal của Pháp, không nấu được từ nha, chảo này không từ. Size 25 cao 8 phân. Size 25 cao 8. Rồi em này 350 nha, mã 83, sơn có bị xước sơn nha anh chị, xước bên thôi bên đây. Rồi này size 25 cao 8 nha, 350 nha anh chị, mã 83 không từ. Em này mã 84 nè, cũng không có từ luôn. Nồi này thì đẹp lắm, inox xịn nha, dày. Cái này size 22 sâu 11. Size 22 sâu 11 không nấu từ nha anh chị, inox nó dày lắm. Cái này em bán 350 nha, mã số 84. 350 mã 84 nha. Em nồi này mã 85, nồi lẩu nha anh chị. Cái nắp của nó giống như giả gốm. Này bằng men. Bằng men nha, nấu được từ. Có bị xước nhẹ nha anh chị.
nặng lắm, lòng thì đẹp luôn nè. Em này size 28, cao 8 phân, nấu được từ. Rồi, cái viền ở đây bị xước. Rồi, cái nồi này em bán 350 nha. Mã 85, 350 cho em nha anh chị. Mã 85. Rồi, cái nồi này kho tiêu nè, mã 86 nha, có từ nè. Em này size 22, cao 7 phân, đồng đẹp. Size 22 cao 7 phân cho em nha. Nồi này em bán cho anh chị 200. Mã 86 nha anh chị. 200 mã 86. Rồi em có cái nồi này mã 87 nè, còn mới chưa sử dụng. Nấu được từ. Size 26 cao là 10 phân nè. Size 26 cao là 10 phân cho em nha anh chị. Nấu từ ok ha. Nồi này em bán 400, mã 87. 400 nha, mã 87 nha. Có cái nồi này nhỏ xíu nè. Nấu được từ luôn nha. Nồi này size 13 nha anh chị. Size 13 ha, sâu cũng là 13 phân. Nồi này nó đo lường, đo lường nó có cái vạch chia nè. Rồi cái nồi này nhỏ gọn ha, này em bán 150 nè, mã số 88 nha anh chị. 150 ha, mã 88 nha. Rồi em có cái quánh này, mã 89. Nấu được từ, hiệu Tefal ha. Này size 17, cao 8 phân. Rồi cái này em bán 250 nha, mã 89. 250, mã 89 ha. Rồi lên nồi này mã 90, không từ. Size 20 sâu 14. Size 20 sâu 14 nha anh chị. Không nấu được từ. Này thương hiệu nữa nè. Thương hiệu này giống như thương hiệu của Mỹ vậy đó nè. Rồi em nồi này size 20 sâu 14 nha anh chị. Cái nồi này em bán 350, mã 90. 350, mã 90. Rồi lên cái chảo này, mã 91. Nấu được từ. Size 24 sâu là 7 phân. Chảo Mỹ có từ nha anh chị. Nè, thương hiệu của Mỹ nè. Size 24 cao 7 phân nha. Cái này em bán 550 nha anh chị. Mã 91. 550, mã 91. Rồi em lên cái nồi mới chưa sử dụng nữa nè. Nấu được từ, IH là có từ nha anh chị. Size 26 cao 8 phân. Cái này thì cũng dày vừa nè. IH nè. Mắt in ta băng bên dưới đáy luôn, có đóng ở đây nè. Size 26 nha, cao là 8 phân. Nồi này em bán 400, mã 92. 400 nha anh chị, mã 92. Rồi em có cái quánh này, mã 93. Nấu được từ, quánh này nặng lắm. Size 20 cao 7 phân. Size 20 cao 7 phân. Rồi quánh này em bán 300, mã 93. 300, mã 93. Rồi em có cái nồi này mới tinh, mã 94, hàng Nhật. Made in Japan nó đóng dưới đây nha anh chị. Cái này thương hiệu 2.8 lít 18/10. Này không có thấy chữ Made in Japan ha. Nè. Nè anh chị để ý cái hiệu này ha, cái hiệu này là hàng chuẩn Nhật nè. Đó. Mới chưa sử dụng. Nồi này size 25 cao là 6 phân. Size 25 cao 6 nha, mới chưa sử dụng. Nồi này em bán 550, mã 94 nha. 550, mã 94. Em có cái nồi nhỏ mini nè, mã 95. Miệng 18 cao 6 phân nha. Có từ. Nồi này em bán 170, mã 95. 170 nha, mã 95. 170, mã 95 nha anh chị. Rồi em có cái nồi lẩu nè, lẩu cù lao. Lẩu này ngày xưa người ta hay sử dụng nè.
Nồi này size 26 cao 7 phân. Nấu được bếp từ nha anh chị. Size 26 cao 7 nha. Nồi này em bán cho anh chị 180 mã 96 nha. 180 mã 96. Rồi em có cái quánh nhỏ mini nè, mã 97. Nấu từ ok, hàng Nhật. Này size 16 cao 5 phân. Size 16 nha, cao 5 phân. Quánh này em bán cho anh chị 180 mã 97. 180 nha, mã 97. Rồi em có cái quánh Mỹ nè, mã 94 ha, hiệu em quay win cho em ha. Cái này size 17 cao 5 phân. Nấu từ ok nha anh chị. Size 17 cao 5 phân. Quánh này em bán cho anh chị 400 mã 98 nha. 400 mã 98. Rồi lên cái quánh này của Nhật mã 99. Có từ nha anh chị. Quánh này size 20 sâu là 9 phân, dày lắm. Rất là dày. Size 20. 20 là em đo tràn viền, cái này trong lòng của nó khoảng 17, 18 phân nha anh chị, trong lòng nó là 18 nha. Nồi quánh này em bán 400 mã 99 cho em nha. Dày lắm, quánh này rất là dày. 400 mã số 99. Rồi cuối cùng em lên này mã số 100. Không nấu được từ nha anh chị, cái hiệu của nó bị mờ. Cái hiệu của nó bị mờ nha. Size 16 cao 7 phân. Chảo Mỹ nhưng mà cái hiệu bị mờ rồi ha. Size 16 cao 7 cho em nha. Cái chảo này em bán cho anh chị 300 mã số 100. 300 mã 100. Rồi video đến đây là kết thúc nha anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.